hiện các quy định của pháp luật, trong sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, tiếp tục được tín nhiệm bầu trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối 66 trên 66 đại biểu tán thành, đạt 100%. Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 với 66 trên 66 đại biểu tán thành, đạt 100%. 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất chốt danh sách số lượng bầu các trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 3 người và số lượng bầu phó trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 3 người. Với nhân sự, trưởng ban kinh tế ngân sách là bà Bùi Thị Hương, phó trưởng ban kinh tế ngân sách là bà Vũ Ngọc Hà, trưởng ban văn hóa xã hội là bà Vũ Thị Diệu Linh, phó trưởng ban văn hóa xã hội là bà Bùi Thị Thu Hà, trưởng ban pháp chế là bà Nguyễn Thị Huệ, phó trưởng ban pháp chế là bà Phạm Thị Hồng Hạnh. Về các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13 tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 với 66 trên 66 đại biểu tán thành, đạt 100%. Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13, ông Bùi Văn Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13, bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13, ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều được bầu trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với 66 trên 66 đại biểu tán thành, đạt 100%. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 20 người và thống nhất chốt danh sách số lượng bầu hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh là 23 người. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận thông qua một số nghị quyết quan trọng, gồm nghị quyết về đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, nghị quyết việc điều chỉnh thời gian thực hiện trong phương án sử dụng vốn vay Nhật Bản đối với dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long, vốn vay chính phủ Nhật Bản, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về đề nghị thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án công trình đợt 2 năm 2021. Nghị quyết về sửa đổi bổ sung một số nội dung tại nghị quyết số 316 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14 đã chính thức bế mạc.